Thưa quý vị và các bạn, tội phạm thường nhắm tới các dịp lễ hội để trà trộn vào dòng người đông đúc, tham gia các sự kiện văn hóa để móc túi, trộm cắp tài sản. Lễ hội Hoa Lư năm 2022 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh trong thời gian 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm Nhâm Dần. Theo lực lượng chức năng, du khách thường mang theo nhiều tài sản trên người như dây chuyền vàng, túi xách. Do đó, chỉ một phút lơ là chủ quan đã có thể tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp ra tay. Tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân cũng như du khách khi đến lễ hội cũng như là khu du lịch cố đô Hoa Lư ấy, là thường xuyên là cảnh giác các đối tượng lợi dụng vào những cái lễ hội đông người chen lấn xô đẩy thực hiện cái hành vi trộm cắp tài sản, bảo vệ tài sản cũng như các phương tiện di chuyển đến cố đô Hoa Lư. Cùng với tuyên truyền trực tiếp các phương thức thủ đoạn của tội phạm cho du khách, để đề phòng loại hình tội phạm này trong dịp lễ hội, lực lượng công an huyện Hoa Lư, xã Trường Yên phối hợp chặt chẽ với ban quản lý trung tâm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, liên tục nhắc nhở du khách đề phòng trộm cắp, nêu cao cảnh giác với những đối tượng khả nghi khi mang theo nhiều tài sản có giá trị như trang sức, điện thoại, ví cần được cất giữ cẩn thận, không để hớ hênh làm mồi cho đối tượng trộm cắp móc túi. Thời gian gần đây, tình hình thị trường bất động sản trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có những diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán quyền sử dụng đất, gây phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản, quản lý sử dụng đất đai, đấu giá đất, các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đất đai, nhất là hiện tượng tung tin sai sự thật để thổi giá đất, tạo sốt ảo, làm lũng đoạn, kích động gây bất ổn thị trường bất động sản. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, các tổ chức cá nhân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng trong các giao dịch liên quan đến đất đai, không thực hiện các giao dịch hợp tác, chuyển nhượng các dự án khi chưa đủ hoặc không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Tiếp theo chương trình là một số thông tin an ninh an toàn đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các sự việc liên quan đến cái chết của các em trong lứa tuổi học sinh. Liên quan đến sự việc này, nhiều cá nhân tổ chức đã lợi dụng chia sẻ video thư tuyệt mệnh của các em kèm theo lời chỉ trích gia đình nạn nhân để câu like, câu view bất chấp. Hành động này không chỉ xoáy sâu vào nỗi đau của các gia đình mà còn vi phạm pháp luật. Hoàn toàn có thể xem xét để xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo cái nghị định 15/2020. Mức xử phạt có thể lên tới 10-15 triệu đồng. Đây là những thông tin tiêu cực. Nếu các cháu hoặc các em được tiếp cận thì nó để lại cái hệ lụy rất lớn. Thứ nhất là gì? Lúc này tuổi đang định hành cái tính cách. Việc mà quyết định uẩn ức hay là bức xúc hay là ra những cái quyết định chưa thể chín chắn được. Và lúc này cái việc học hỏi theo là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây không phải là lần đầu các vấn đề riêng tư của gia đình và cá nhân, đặc biệt là trẻ em được đăng tải một cách tự do như vậy. Đã đến lúc cơ quan chức năng phải có các biện pháp chế tài mạnh mẽ với hành vi phát tán nội dung không được phép, vi phạm quyền riêng tư của con người. Đồng thời, mỗi người dân không tiếp tay lan truyền nội dung riêng tư của người khác. Trưa ngày 5 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị đuối nước, đập tràn nơi xảy ra vụ tai nạn không có biển cảnh báo nguy hiểm. Được biết, nhóm học sinh trên đi học tới lúc 13 giờ ngày 4 tháng 4, nhưng tối không thấy về nên gia đình đi tìm thì phát hiện một xe đạp thường, một xe đạp điện, hai điện thoại để trên bờ. Khi liên hệ với giáo viên thì gia đình mới hay tin buổi chiều các cháu được nghỉ học. Qua vụ việc trên, có thể thấy một trong những nguyên nhân của các sự việc đau lòng là do sự bất cẩn của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em và sự thiếu kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước của trẻ em. Cần sớm nhân rộng các mô hình dạy bơi trong nhà trường và cộng đồng dân cư để hạn chế tối đa những sự việc đau lòng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nam, từng làm phóng viên tại một số cơ quan báo chí với mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Theo cáo trạng, tháng 10 năm 2018, bị cáo Nguyễn Hoài Nam đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cung cấp các tài liệu, dữ liệu điện tử và tài liệu khác liên quan tới một vụ việc có tiêu cực. Từ sự vào cuộc của Bộ Công an, các cá nhân có tội đã bị xử lý, trong đó cơ quan điều tra cũng xác định 14 người có hành vi đưa hối lộ nhưng không xử lý hình sự. Bị cáo sau đó đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, đăng nhiều bài trên Facebook cá nhân để đả kích, bôi nhọ các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu tới trị an xã hội. Cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo Nguyễn Hoài Nam đã phải lãnh án phạt 3 năm 6 tháng tù giam. Mục An ninh an toàn hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trái lạc tiên mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể, vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tiên chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.